Mở đầu ngày mới của bốn cô nàng Kim, Lizzie, Nếp, Anna lại không mấy suôn sẻ khi gặp phải một cuộc tranh chấp của bà chị hàng xóm. May mắn cả nhóm được Thiên Di xuất hiện giải quyết hiểu lầm và lấy lại công bằng. Bốn cô nàng cũng nhanh chóng nhận ra Thiên Di là hot YouTuber của những bản cover triệu view, cũng chính là con gái của cô Sáu chủ gia. Sau lần va chạm với Đông Đông, Kim đã cố gắng tiếp cận nói chuyện nhưng vẫn nhận lại sự lạnh nhạt. Song song đó, Kim được anh chàng phiền phức ghi đỡ giúp cô một xô nước của nhóm thanh niên trong trường. Vậy Kim có bị khuất phục bởi sự ga lăng của Jin? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Đúng là chỉ có những đồ điên như anh á mới nghĩ ra mấy trò vớ vẩn nè, mà cứ tưởng là hay ho. Thiếu cái chén để bà lấy cho con nha. Anh ơi, ông diễn gì cho tới nha. Cái mặt ông tươi giùm tôi cái coi. Cái xó xỉnh nào sinh ra cái giọng của mày đấy, cho tao biết tọa độ với nào để tao còn tránh nữa. Gớm quá. Im đi, đừng có xúc phạm đến quê nhà của tôi. Ơ con Kim kìa, phải mày nó đó, phạt đi. Nó chạy hết rồi, đợi ở lại đây cho cô đánh tụi nó hả? Ủa nhưng mà anh ướt hết rồi kìa. Nhầm nhò gì, ướt chút xíu thôi mà. Hình như anh bị cảm lạnh rồi đó. Cảm chút xíu thôi mà, cái gì đâu. Cảm ơn anh nha. Không có anh thì người ướt sũng chắc là tôi rồi đó. Cô nói cô cảm ơn tôi hả? Ừ, cảm ơn anh. Vậy làm người yêu tôi nha. Hình như anh bị ướt nên anh ngáo nước rồi hả? Hả? Anh nói lung tung cái gì vậy? Bà lát bà xài đi. Hay à, thật là đáng khen. Khổ nhục kế lần này quả thật là có tác dụng, thiệt là tình cảm quá đi. Ấy à, anh tình cảm quá cho nên giờ nó cảm luôn rồi tụi bay. Thật là đáng thương. Có chút nước vậy. Cảm với cúm gì. Xem ra cái trò thuê người tạt nước rồi ra tay làm anh hùng cũng được chứ bộ. Được cái gì, hiếu quá quá trời luôn. Hồi nãy tụi bay thấy không, nhỏ đó là kêu bằng gì, nó rung động, nó cảm động luôn ha. Rồi ê, có khi nào thành người yêu của ai kia không ta? Nè, với kinh nghiệm tình trường của tao á, tao khẳng định cho mày một câu, tối nay nó về á bảo đảm nó phải khóc thét vì mày đó. Ôi, đương nhiên là phải khóc rồi. Với cái sự mà hả gọi là sói ca của tao hả, nó không đổ thì cũng sẽ gục. Quá. Ấy dạ, tại hạ có việc, tại hạ đi trước đây. Hay dạ, xin huynh đài đợi tôi. Dạ. Thấy à, tao mắc tè quá. Chúc mày bình an. Ê nè, tụi bay ơi, chúc mày toàn thầy. Ê, chưa nói xong mà ba thằng khốn nạn này. À, đứng lại. Chuyện là đúng là chỉ có những đồ điên như anh á mới nghĩ ra mấy trò vớ vẩn nè, mà cứ tưởng là hay ho. Của anh nè.
Mẹ Kim. Mẹ đi công chuyện, sẵn mẹ qua đây coi con sao. Tại vì mấy bữa nay con không về nhà làm mẹ lo quá. Con ở đây với bạn bè có ổn không? Tụi con tự phân công nấu ăn hàng ngày. Vậy cũng tốt. Rồi còn chuyện học hành của con sao? Có khó khăn gì không? Có gì con cứ nói với mẹ nha. Dạ cũng không khó khăn gì đâu mẹ. Thầy cô bạn bè ai cũng tốt với con hết đó. Việc học cũng rất là thú vị. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà có chuyện gì con phải gọi cho mẹ biết nha. Dạ thôi. Con ra khỏi nhà, nhà mình mới yên bình chứ. Mẹ đứng giữa cũng không phải khó xử. Mà dù sao con đang sống rất là tốt, mẹ yên tâm. Ừ, vậy thì mẹ yên tâm lắm rồi. Đúng rồi, hôm nay mẹ tới đây á, mẹ có đem theo một số đồ dùng với lại rau củ với lại trái cây. Mẹ biết con thích ăn trái cây mà. Nè rồi con lấy đi, con ăn nếu mà không hết á thì con chia cho bạn bè con ăn nữa nha con. Dạ được rồi. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ thì có gì đâu phải lo. Chủ yếu là con đó. Mẹ để cho con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ mẹ phải đi rồi, để chú chờ. Ở đây á, mẹ có 2 triệu nè. Thôi con cầm đi. Rồi có cái gì để phòng thân mẹ nha. Rồi. Con tự lo cho mình được. Tiền này con không có cần đâu. Thôi con cứ cầm đi mà, con cứ cầm đi. Rồi có chuyện thôi, gì con lấy đồ ăn được rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ đi đi. Thôi được rồi. Nè mẹ hiểu rồi. Con ráng giữ gìn sức khỏe, ráng ăn uống đầy đủ, với lại học hành cho tốt. Mà nhớ á, nếu mà có chuyện gì xảy ra con phải nói với mẹ. Con có biết chưa? Con gái đi học mới về hả con? Dạ, con chào ba mẹ. Ủa, về sớm vậy con? Ủa sao vậy mẹ? Mẹ lỡ tay rớt cái chén. Nhưng mà không sao, mẹ dọn hết rồi. Con rửa tay đi rồi ăn cơm nha con. Dạ. Anh xuống phụ lấy chén lên cho con nó ăn đi các anh. Thiếu cái chén để bà lấy cho con nha. Anh ơi, ông diễn gì cho tới nha. Cái mặt ông tươi giùm tôi cái coi. Ăn cơm. Con gái, nè chén con này con. Em mày xới cơm cho nè. Chào ba trước nè. À con, trong công ty ba có chuyện gấp, ba phải đi ngay. Ở nhà hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi nha. Đừng có chờ ba, lát ba về ba ăn sau nha. Anh, dọn cơm rồi, ăn cơm đi hẳn đi nha anh. Tôi đã nói tôi có chuyện gấp mà, sao bà kỳ quá. Anh ơi, ăn cơm đi đó anh. Thôi mẹ con mình ăn nha. Mẹ con mình ăn nha con. Nè. Dạ thôi con không đói đâu. Con đi lên phòng đi. Chừng nào đói thì xuống đây ăn nha con. Mẹ chờ nè. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em,
anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Ủa? Như em là... Dạ, đúng rồi đó. Em là Kim nè, anh Nam Phong. Ủa, trái đất này tròn dữ vậy ta. Sao em lại ở đây? Bộ, em ở đây hả? Hôm trước em ghé nhà bạn tá túc đó, xong rồi mấy bả cưu mang em tới giờ luôn. À, vậy thì từ giờ sẽ gặp nhau nhiều đó. Nhà bạn anh cũng ở đây, anh với thằng bạn hay lua đây làm nhạc lắm. Hèn gì anh đánh đàn hay quá à. Những giai điệu rất là quen thuộc, nhưng mà anh đánh lên sao nó khác khác sao á. Giỏi thiệt đó. Cảm ơn em. Phong, sorry nha, tôi mới tắm xong nè, ông đợi tôi có lâu không? Không sao đâu. À Kim, đây là Thiên Di, bạn của anh. Còn đây là bé Kim, cái người mà tôi kể cho bạn đó. Thì ra người mà ông kể với tôi là bé Kim hả? Trời ơi, trái đất tròn ghê nha. Chị Thiên Di thì em cũng biết mà. Thì ra chị Thiên Di là bạn của anh. À Di, khách hàng có gửi phản hồi gì chưa? Có, họ muốn sửa lại lời bài hát chút xíu. Vậy để tôi vô coi sao. Không thể để họ sửa hết live viết được. Anh đi trước nha. Dạ, chào anh chị. Bye bye em. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn nè. Mẹ và Kim tâm lý quá à. Còn Hào Phóng nữa, không có giống mẹ tôi. Ở dưới quê á, có bạn kia nghèo lắm, nhà không có cây nào trồng để thu hoạch được á. Tôi xin mẹ tôi mấy cây để cho bạn làm vốn mà mẹ không chịu. Chắc dụng kỹ mắt tiên, hai cây di khỏ trung để mẹ ba không cho được hả? Có gì đâu khó trồng, có mấy cây vàng nhỏ xíu à. Mà mẹ kỳ ghê á, có nhiều đó cũng không chịu cho. Cái gì vậy? Tự nhiên cười tôi. Bà mà là con của mẹ tôi á, bà no no luôn đó. Trời, có gì đâu. Ui, vừa nhắc luôn, mẹ đi gọi. Dạ alo mẹ. Con gái à, con đang làm gì đấy? Dạ con với mấy đứa bạn đang ngồi học ấy mà. Dạ chào cô. À con là bạn cùng phòng của Lizzy đấy à. Dạ. Tôi chào các con nhé. Tụi con chào cô. Dạ chào cô. Dạ tụi con ở chúng nhà mới cùng chúng trường với Lizzy luôn ạ. Vui lắm cô ơi. Thế thì tốt lắm. Nhưng mà học hành là một sự khổ luyện, không cần phải vui á thì mới học các con nhé. Trải qua gian lao á thì mới thành tài được. Dạ, bọn con hiểu rồi mà. Thế bạn của Lizzy học ngành nào? Con thích môn nào nhất nhỉ? Dạ, con học thanh nhạc. Ý nó nói là học thanh khoản, là môn thanh toán. Nó bên kế toán hả mẹ? Ừ, học môn kế toán á, cũng an toàn đấy. Ra trường lúc nào cũng có việc làm. Bạn của con á, nó khôn đấy. Dạ, cảm ơn cô. À mà thôi, bọn con đến giờ tự học rồi. Có gì con gọi lại cho mẹ nha. Ừ được rồi. À mà mẹ đặt vé rồi đấy. Tuần sau mẹ bay vào xem trường lớp phòng ốc của mấy cô sinh viên kinh tế như thế nào. À tuần sau mẹ vào hả? Ôi mẹ sớm vào với con nha. Có gì con trông mẹ lắm á. Dạ tụi con chào cô. Chào các con nhé. Dạ chào, chào cô. Bye bye mẹ. Cụ khi này hơi đau nhá. Tôi xin lỗi mà, tại vì tôi sợ bị lộ nên là hơi quýnh. Ủa? Lộ gì? Thật ra tôi nói với mẹ là học trường kinh tế, nhưng mà tôi không có học. Gì? Thiệt hả?
Tôi không còn cách nào khác nữa. Mới vào cấp 3 thì ba mẹ tôi đã hướng cho tôi học trường kinh tế rồi. Cuối cấp thì chọn trường, chọn ngành, rồi đăng ký cho tôi học trường kinh tế luôn. Nhà tôi thì ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà bà thử nói chuyện với ba mẹ chưa? Thẳng thắn nói chuyện, biết đâu ba mẹ bà chịu thì sao? Chứ tôi thấy cứ giấu giếm vậy không được đâu. Nhưng mà tư tưởng của ba mẹ tôi không thể lay chuyển được đâu. Trước đó ba mẹ tôi cũng có ác cảm với trường nghệ thuật rồi. Tôi toàn bị nói là viển vông, mơ tưởng hão huyền, nghe mà phát chán. Thôi, trước hết thì cứ về đi đã, từ đâu tỉnh tới đó. Nhưng mà tôi nghĩ sau này ba cũng nên ngồi lại nói chuyện với bác, chứ sao mà dỗ mày được. Ừ, thì tới đâu hay tới đó. Tuần sau mẹ tôi bay vào, có gì mấy bà nói giúp tôi là tôi học trường kinh tế nha. Tụi tôi biết rồi, bà yên tâm đi, tụi tôi sẽ giáo mẹ giúp bà. Nhưng mà đã có cơ hội thì bà nói với cô nha. Cảm ơn mấy bà nhiều nha. Vậy thôi, đi ngủ luôn đi, mơ còn đi học sớm nữa. Ê, mày có nghe cái tiếng gì mà léo nhéo chói tai quá không vậy? Có, nghe như là tiếng con chim đa đa nhà quê hoặc đời là sân ca thành phố ấy mà. Tôi đã đồng gì đến mấy người chưa? Sao lúc nào cũng gây cỡ sự với tôi hết vậy? Bồ nhà quê ăn hệt của mấy người hả? Ủa, đâu cần phải đụng đâu. Có những sự tồn tại của một số người khiến cho người khác luôn cảm thấy khó chịu. Bày đặt hết họ vu vơ, về nhà mà rửa tay chân cho hết phèn đi cưng. Mà cái xó xỉnh nào sinh ra cái giọng của mày đấy. Cho tao biết tọa độ với nào, để tao còn tránh nữa, gớm quá. Im đi, đừng có xúc phạm đến quê nhà của tôi. Con nhỏ chân phèn này cũng to gan đấy chứ. Thôi được, để tụi tao dạy cho mày chút phép tắc thành phố. Chẳng nghĩ đến bên say đất nắng đi không suy nghĩ. Không mà cần sửa gì á thì để tôi sửa giúp cho. Lượng cái liêm sỉ lên giùm tôi. Gái nữa thì mà thấy đàn ông con trai là cứ tướp vậy. Mày phải diễn làm sao thật chân thành. Không cần mày dạy đời tao. Ai hỏi xin bí kíp bí ơ gì của mày đâu. Hát lên đi, nói ra đi. Bời to hết nghĩ suy nghĩ là chi. Nói yêu nhau đi, sống sao.